Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã bạo hành, tra tấn một cách dã man, đánh đập, hành hạ cháu Vân Anh. Và đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2022 là đã tròn đúng 2 tháng diễn ra phiên tòa sơ thẩm tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đã biết là sau 2 tháng thì đến nay vụ án này vẫn chưa có gì thay đổi. Bởi vì trước đó thì Trang đã bị khởi tố về tội giết người và Thái thì vẫn ở hai tội danh là hành hạ và che giấu. Trong khi đó lại có thông tin bất lợi cho chúng ta vào những ngày gần đây. Vì sao? Thì theo cái chia sẻ của một luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là những yếu tố mà dẫn đến Thái không đủ tiêu chí để khởi tố về tội giết người là Thái ở đây là đã đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu ngay, và Thái là không đủ các hành vi như chủ quan, khách quan gì đó ha, tí nữa mình sẽ phân tích sau. Và thêm một thông tin mới nữa là Thái và Trang đã có luật sư giỏi, và trong cái đó luật sư giỏi của họ thì cũng cố gắng để bảo vệ cái thân chủ của họ và sẽ tìm cách để gọi là phản biện lại cái thông tin từ luật sư giỏi của chúng ta. Nói chung là tất cả chúng ta hiện nay thì đều trông chờ cái kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng là bên tòa án, viện kiểm sát, và cũng như nhờ cái sự gọi là lên tiếng phân tích đủ cái cơ sở bằng chứng để thay đổi tội danh nhờ các luật sư của chúng ta. Và trong cái thông tin thì chúng ta đã biết là Thái đã biết Vân An bị đánh, ở đây là đánh cả năm trời, thì Thái là đồng phạm, ở đây là có căn cứ, có cơ sở. Vậy mà theo những cái chia sẻ của một luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh lại nói là Thái không đủ yếu tố ha, không đủ cơ sở để khởi tố cái tội danh là giết người, đây là luật sư thường đó. Bởi vì ở đây là do là Thái ở đây là hành vi khách quan là những biểu hiện của con người ngoài thế giới khách quan, có sự kiểm soát của ý thức và sự điều khiển của ý chí. Thì chúng ta đã biết rằng là phân tích rất nhiều về cái nội dung của luật sư này rồi, nhưng rõ ràng những phân tích của luật sư này là phân tích có lợi cho Thái. Và thêm nữa là hiện tại thì chúng ta vẫn đang đợi cái kết quả cuối cùng là thay đổi tội danh từ cái tội hành hạ che giấu sang tội đồng phạm giết người. Tại sao chúng ta lại vẫn nói rằng là một vụ án mà kéo dài 2 tháng nay vẫn chưa thay đổi tội danh được? Thì bởi vì trong quá trình điều tra và trả hồ sơ ấy, thì bắt buộc sẽ phải theo trình tự. Chúng ta đã biết là phân viện khoa học hình sự thì đã từ chối giám định thương tích bởi vì không có hồ sơ bệnh án tại bệnh viện Vinmec. Và luật sư cũng đã kiến nghị để trả hồ sơ cho cái bên phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh để giám định thương tích, bởi vì nơi này thì đã giám định 2 lần rồi. Đó. Thì cái thông tin chúng ta có thể biết được rằng là hiện nay á, chúng ta ai cũng mong muốn là phải xử lý nghiêm Trang và Thái, nhưng mà Thái thì lại không bị cái tội đồng phạm giết người thì không thể nào cái mức án cao được. Chúng ta sẽ phân tích như sau. Là Thái ở đây đã biết rõ là con bị hành hạ bởi vì bị đánh vào những vùng trọng yếu của cơ thể. Chúng ta đã biết là nếu như mà Thái mà không cho phép thì Trang không bao giờ đánh đập và hành hạ như vậy được. Nhưng mà tại sao hiện nay á thì vẫn không thể nào thay đổi tội danh của Thái được, bởi vì vẫn đang chờ cái bản giám định pháp y. Có nghĩa là cái bản giám định pháp y đó sẽ rất là quan trọng, bởi vì trong cái quá trình là đủ bằng chứng và hồ sơ để thay đổi danh của Thái. Và đến ngày hôm nay đã là 2 tháng rồi nhưng mà chưa thông tin gì, thì rất nhiều người thì đã bỏ cuộc và cảm thấy là không tin tưởng, và các luật sư không tin tưởng cơ quan chức năng. Thì em đã nói với tất cả mọi người rồi, tất cả cái quá trình điều tra nó phải có trình tự nha, phải có trình tự và có thời gian chắc chắn sẽ cụ thể, nhưng mà trong quá trình điều tra thì sẽ không tiết lộ cho chúng ta biết. Nên là em vẫn nói với tất cả mọi người là chúng ta hãy chờ đợi, chắc chắn là sẽ có những cái thông tin là trong những cái ngày tới, và có thể là sẽ xử lý trong tháng 10. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vụ án này nó gây bức xúc cho dư luận của xã hội. Và đến ngày hôm nay chúng ta đã biết là Thái không hề đưa Vân An đi cấp cứu ngay. Và em vẫn nhắc lại một thông tin là Thái ha, cũng có cái nguồn tin cho rằng là Thái hay là những người dân ở đó nói Hà đã nghe được là đưa đi bệnh viện cấp cứu để đi tù à. Thì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng để bổ sung vào trong hồ sơ ấy. Thì em cũng mong rằng là sẽ có những cái thông tin đó. Và một cái thông tin nữa là Thái không hề có cái hành vi ngăn cản con Trang đánh con mình. Có nghĩa Thái đồng ý hoàn toàn mà. Và Thái còn cùng Trang đánh Vân An nữa. Và đó là những cái vấn đề chúng ta đã biết là có camera.
Và nhiều người nói rằng là tại sao có camera rồi mà lại vẫn chưa xử lý Thái. Thì chúng ta đã nói rằng là camera đó có thể là chưa đủ, bởi vì ở đây là phải có hành vi chủ quan khách quan, chủ thể khách thể và rất nhiều những cái thông tin, những cái gọi là những cái bằng chứng khác nữa thì mới củng cố để thay đổi tội danh được. Nên là hiện tại thì chúng ta đã biết rằng là đây, cái sự việc đây là theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, là quá trình đưa người tình về sống chung, Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập bé Vân An và bằng cây roi, thậm chí có lần Thái cũng chửi mắng và đánh chung với Vân An. Thì đây đều là những cái bằng chứng chúng ta đã biết rằng là thực tế đó, Thái biết Trang có đánh cháu Vân An nên đã cố tình xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc làm này của Thái nhằm giúp người tình che giấu hành vi phạm tội. Đó là rõ ràng như vậy rồi. Đó, trước đó ngày 22 tháng 12 nhé, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ một bệnh viện ở quận Bình Thạnh là về việc cấp cứu cho một bé gái tử vong trước khi đến bệnh viện. Có nghĩa là Vân An đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Và cái thời gian là Thái đi làm về lúc 6:06 đến tận 7:30 thì Thái mới đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thì lúc đó Thái làm gì? Chúng ta hãy theo dõi tiếp nha. Ở đây là quá trình thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh, nhà chức năng, cơ quan chức năng đã xác định là hôm xảy ra vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đánh đập bé bằng cây gậy gỗ dài 90cm, có đường kính là 2,2cm. Và theo điều tra là từ 14 giờ đến 18 giờ là Trang đánh nhiều lần vào các bộ phận trên cơ thể của cháu bé Văn An. Ngoài ra, Trang còn dùng dây chói tay chân về phía trước và tát và đánh giẫm đạp liên tục vào các vùng trọng yếu trên cơ thể và đạp vào vùng kín của cháu Văn An. Và sau nhiều giờ hành hạ đến 18 giờ là Trang phát hiện bé có triệu chứng khó thở, nôn ói nên đã kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho Nguyễn Kim Trung Thái về. Và người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi thức ăn để cho bé thở. Đây là cái thông tin mà gọi là trước đây là Thái nó khai láo để làm gì? Để hướng dư luận chức năng qua cái vấn đề là cháu bị sặc sữa, nên là đưa bé vào trong nhà tắm để hút các dị vật trong mũi. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, đấy là đều là những thông tin mà giả tạo. Bởi vì sao? Trang đánh đến lúc Vân An bất tỉnh và Thái về không hề đưa vào nhà vệ sinh để hút các dị vật trong mũi thức ăn cho bé thở, mà đưa vào đó để xóa dấu vết phi tang. Và trong một tiếng đó chúng ta chưa biết Thái đã làm gì với Vân An. Đúng, lúc đó Vân An chưa chết mà. Mà trong khi đó thì cái ông luật sư thành phố Hồ Chí Minh lại nói là Thái về nhà và đưa Vân An đi cấp cứu ngay. Thì đây rõ ràng là thấy trường hợp đấy là nhận biết được là có người đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà không cứu. Đó, Thái ở đây là không cứu khi đã nhận biết được là Vân An đang thoi thóp khó thở nhưng mà vẫn đưa vào nhà vệ sinh để phi tang. Hiện tại nhá, em đang nghi ngờ là cái lúc đó Vân An chưa chết nhưng mà Thái đưa vào nhà vệ sinh để dìm nước cho chết cơ. Có thể lắm chứ quý vị. Bởi vì sao? Tận 1 tiếng 30 phút thì Thái đã mới đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà lúc đó thì bệnh viện có thông tin là đã chết trước khi đến bệnh viện. Đó, thì rõ ràng ở đơn viện đây là để gọi là có căn cứ thôi nha. Rất có thể là nó nghĩ rằng là ở bố nó làm bệnh viện, nó có quen biết nên là nó ra đến đấy chứ không sao. Nhưng mà cái người báo á, là chính là bác sĩ. Bác sĩ đã gọi cho cơ quan chức năng đến để nghi ngờ là có bị bạo hành, nên là mới gọi đến để có thể là khám nghiệm tử thi. Thì lúc đó mới biết là cháu bị bạo hành. Nhưng mà Thái lúc đầu Thái lại khai là cháu bị sặc sữa khó thở và đưa cháu vào nhà vệ sinh để mắc cái dị vật trong cổ ra, nhưng mà không có. Đó đều là những cái hành vi đều là khai láo thông tin để hòng trốn tội. Và Thái cũng có khai là xóa camera để bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho Trang. Bởi vì là có thể mẹ của thằng Thái đã biết vấn đề cháu bị bạo hành nên mẹ nó được là một trong số 6 nhân chứng. Đúng không quý vị? Bởi vì đến ngày hôm nay thì chúng ta đã biết là đây là khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu. Bé gái tử vong do phù phổi cấp, có thể do nhiều tổn thương bầm tụ máu. Nhưng cái kết luận giám định pháp y ấy, là do những cái yếu tố cộng dồn, có nghĩa là từ cách đây á, trước đây tặng cả hàng từ 5 đến 25 ngày. Bởi vì chúng ta đã biết là nếu như mà Thái nó đưa đi cấp cứu ngay thì có lẽ chưa chết. Nên là có thể là bây giờ phải khởi tố Thái vì cái tội chủ mưu cơ. Bởi vì Trang nó đánh bất tỉnh, thằng bố khi về thấy cũng không đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đó, thì đây rõ ràng là một cái hành vi ở đây gọi là gì quý vị? Truy cùng đuổi tận, giết người đến cùng.
Đó, nên là chúng ta có thể nói là không thể nào mà gọi là để thằng Thái thoát tội được. Rất nhiều quý vị khán giả có gọi cho em và nói rằng là tại sao Thái nó có bằng chứng như vậy rồi, tại sao nó lại không bị thay đổi tội danh. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người là hiện tại em đang cùng cố gắng cập nhật cái thông tin mới để cho chúng ta sẽ theo dõi cái vụ án này và cùng lên tiếng là Thái sẽ phải bị cái tội đồng phạm. Đúng quý vị, cũng có cái chia sẻ mới nhất từ Hoa hậu Phương Lê. Quý vị có thể theo dõi những cái thông tin từ Hoa hậu Phương Lê cũng có chia sẻ là Hoa hậu Phương Lê hiện tại cũng đang lên án về cái hành vi là sẽ phải lên tiếng để bảo vệ cho Văn An, cũng như là rất nhiều những cái group thì đã bị đánh sập rồi đó, nên là cũng muốn lên án ở đây là để cho chúng ta sẽ có một cái nơi để theo dõi cập nhật thông tin mới. Trong cái thông tin chúng ta có thể nói hiện nay là bằng chứng đã quá rõ ràng rồi, camera đã lưu lại rồi, và bằng chứng ở đây là Thái biết con mình bị hành hạ và cho phép Trang đánh đập. Đấy là cái bằng chứng quá cụ thể rồi. Còn cái hành vi mà nó là Thái về nhà mà biết mà thấy con mình mà bị thoi thóp đúng không, khó thở là đưa đi cấp cứu ngay là sai. Bởi vì cái thông tin ở đây được ghi rất là rõ là Thái về nhà lúc 18 giờ và đến tận 19 giờ 30 thì mới đưa đến bệnh viện. Cứ là 1 tiếng 30 phút như vậy thì cái quá trình mà gây ra cái chết cho Văn An chưa chắc đã là do con Trang. Con Trang đánh ha, bởi vì là còn do những yếu tố cộng dồn ở những ngày trước nữa mà lại không giám định được thương tích thì nó không đúng. Nên là chúng ta hiện nay là phải chờ đợi cái thông tin là giám định thương tích của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì nơi này đã giám định 2 lần và có bổ sung tội danh vào ngày 20 tháng 1, thì đã có cái nguyên nhân Văn An ra đi là do phù phổi cấp và sốc chấn thương, do các vật tày gây nên và do các yếu tố cộng dồn từ những cái vết thương cũ cách từ 5 đến 25 ngày. Thì ở đây đã có rất rõ rồi, tại sao lại không giám định được. Bên là chắc chắn cái bên phòng kỹ thuật hình sự này sẽ giám định được quý vị nhé, thì đó sẽ đủ căn cứ để thay đổi tội danh của Thái. Chúng ta không thể nào mà để Thái thoát tội được, và em sẽ làm thông tin liên tục để cập nhật cho tất cả mọi người, nên là mọi người sẽ yên tâm. Quý vị khán giả cũng đừng quên mua sản phẩm ủng hộ em nhé. Hiện tại em cũng đang bán bò khô bò sợi, rất mong mọi người sẽ ủng hộ em để em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới, cũng như là có thêm kinh phí để ra thêm nhiều clip để cung cấp cho tất cả quý vị khán giả. Và video này em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người.